Vào thứ Hai, ngày 8 tháng 4 năm 2019, các hội viên quốc tế chúng tôi đã tề tụ tại Đạo tràng Tây Hồ ở Đài Loan, còn được biết là Formosa, và may mắn có cơ hội đầy ân điển được lắng nghe một bài thuyết giảng sâu sắc từ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kính yêu. Sư phụ vô cùng quan tâm đã nhắc nhở về tầm quan trọng và sự quý giá của việc thọ tâm ấn và Pháp Thiền Quán Âm. Có bao nhiêu người được tâm ấn qua A Tăng kỳ kiếp? Thậm chí trong thời Đức Phật, chỉ vài ngàn mà thôi, hoặc 100 ngàn là tối đa. Hay trong thời Chúa Giê-xu cũng rất ít. Thời của Minh Sư Guru Nanak cũng chỉ có vài người. Không, không phải vị Minh Sư nào cũng có thể dạy pháp môn này. Không phải vị Minh Sư nào cũng biết pháp môn này, và không phải vị Minh Sư nào cũng đủ lực lượng để dạy pháp môn này, và thậm chí nâng quý vị lên cảnh giới thứ năm. Vì vậy, nếu quý vị được thọ tâm ấn, quý vị đã vô cùng may mắn rồi. Sau đó, sư phụ đọc từ chương 3 của Kinh Lăng Nghiêm, đoạn Đức Phật yêu cầu Pháp Vương Tử Hoàng Thù Sư Lợi. Ngài được biết đến với trí tuệ siêu việt quán sát 25 pháp tu giác ngộ, được trình bày bởi các vị A-La-Hán và Bồ-Tát ở chương trước của Kinh để chọn ra pháp tu giác ngộ thích hợp nhất cho tôn giả Ananda của tất cả chúng sinh. Đức Phật đã nói rằng Ngài muốn Ananda đạt đến khai ngộ. Vì vậy, Ngài yêu cầu Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát giảng giải cho tôn giả Ananda cùng toàn thể tăng chúng và tất cả chúng sinh sau khi Đức Phật diệt độ, sau khi ta nhập Niết Bàn, thì môn phương tiện nào là tốt nhất? Ý tôi là thích hợp nhất, tất cả đều rất tốt. Đức Phật ca ngợi tất cả phương pháp này là một phương tiện rất tốt để đạt được khai ngộ. Bởi vì tất cả các vị đó đều đã được giác ngộ trở thành A-la-hán hay Bồ-Tát sau khi học được những pháp môn này. Bởi vì Ngài muốn Ananda đạt khai ngộ nhanh hơn. Vì vậy, quý vị thấy Ananda đã theo Phật suốt thời gian đó, Ngài vẫn không dạy Ananda pháp môn Quán Âm. Và quý vị đến từ khắp nơi, tôi thậm chí còn không biết quý vị sống ở đâu, quý vị làm gì. Quý vị hầu như được truyền tâm ấn ngay lập tức. Tôi đoán quý vị may mắn hơn Ananda. Ananda chưa được khai ngộ tại thời điểm đó, và đã theo hầu Phật trong suốt thời gian đó, luôn luôn cận kề bên Ngài, ghi nhớ rất rất nhiều bài giảng và phép màu xảy ra trong tăng đoàn và tín chúng. Quý vị có tưởng tượng được không? Vì vậy, trí óc thông minh hoặc bộ nhớ sắc sảo không có nghĩa gì. Nhưng chúng ta phải cảm ơn Đại Đức Ananda vì tất cả điều này, được chứ? Đọc thêm về Kinh Lăng Nghiêm, sư phụ đọc đến đoạn Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thông thái giải thích tại sao pháp môn Quán Âm là phương pháp thích hợp nhất để đạt được giải thoát vĩnh viễn. Đức A Nan và đại chúng, hãy chuyển cơ quan nghe điên đảo, xoay ngược lắng nghe, nghe từ tánh, khi tánh đạt đến đạo vô thượng. Quý vị phải làm như vậy cho đến khi đạt được đạo vô thượng, như thế mới là chân viên thông. Đây là cánh cửa mà ý Ngài là pháp môn Quán Âm là cổng cho quý vị để vào trong, để đạt được quả vị Phật, để đạt chân ngã. Chư Phật nhiều như vi trần đến tịch diệt đã vào. Đây là cổng mà tất cả chư Phật dùng để đi vào. Đây là con đường duy nhất đến Niết Bàn. Con đường duy nhất. Thậm chí không có con đường nào khác để đến Niết Bàn, mà chỉ có một con đường để đến Niết Bàn. Quý vị có may mắn không? Dạ có ạ. Thật vậy, chúng tôi là những người tu hành may mắn nhất vì chúng tôi đã được truyền pháp môn giác ngộ tối thượng bởi Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kính yêu. Xin gửi lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi tới Sư Phụ đã ban cho món quà tâm ấn và pháp môn Quán Âm. Trong lòng nhân từ của thiên đàng, chúng tôi xin cầu nguyện cho mọi chúng sinh được hoàn toàn giải thoát. Cầu cho Sư Phụ vô vàng độ lượng, luôn khỏe mạnh và mãi mãi hạnh phúc và được bảo vệ trong tình thương thiêng liêng. Để xem toàn bộ bài giảng này của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, vui lòng theo dõi trong tiết mục Giữa Thầy và Trò vào một ngày gần nhất.